Việc thăng chức của chú ấy cũng là mong muốn của tôi. Có một chú em là hùng cứ ở địa phương thì tôi như hổ mọc thêm cánh anh ạ. Vâng. Thưa ông chủ, ơn ông chủ đã cứu mang tôi từ nhỏ. Mạng của tôi là mạng của ông chủ, nên khi ông chủ cần tôi chết, tôi sẽ chết. Mẹ mày chân thế ạ? Có biết con trộm cũng chân được à? Hả? Đừng muốn thơm thơm. Hả? Hả? Chồng không còn tin tưởng em nữa ạ. Vợ đã có quá nhiều thời gian rồi. Bây giờ thì chỉ nên làm vợ ngoan thôi nhá. Tôi đã tìm được một người sẵn sàng vào trại giết thằng Toàn. Bây giờ đang đợi báo giá. 11 tỷ đấy sếp ạ. Căng nhỉ. Nhưng mà đồng ý, 11 tỷ cũng làm, miễn là được việc. Từ ngày thằng Toàn vào bị đánh xuất, tao sắp xếp cho nó ở cùng với mày. Nhớ là phải bảo vệ nó nghe chưa? Dạ, bạn yên tâm. Đây là nào? Nó là thằng Toàn mới vào anh ạ. Thằng này lì lắm. Hay là em cho anh em tổng quất luôn. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, nhẹ bước trên phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu những lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai các cố nhận hai tìm mình trong cơn mơ đau ngước mắt đầu, dù dòng đời cuộn trong phong cậy thành cậy cái giá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.